Chia đề thi học kỳ lý 11 này, trường Đông Mỹ nhá. Mã đề 1102. Phần trắc nghiệm này, câu 1. Hai điện tích Q1, Q2 đẩy nhau, mô tả đúng là hai điện tích đẩy nhau thì phải gì? Cùng dấu. Mà hai số cùng dấu nhân nhau thì phải gì? Dương. Điện tích của hai số này phải gì? Lớn không, đúng không? D. Câu 2. Khoảng cách cho Q1, Q2 hỏi lực F bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân với Q1 nhân với Q2. Vì là trị tuyệt đối nên ta bỏ luôn dấu trừ nhá. Chia cho 0,03 bình bằng gì? Lực thì không có dấu âm, bỏ luôn. Đây 9, 3 bình cũng là 9, 9 với 9 triệt tiêu đúng không? Tất cả chỉ còn số 1, như vậy chắc chắn có số 1 là đáp án 10 mũ trừ 5 luôn. Ở dưới trật tự đi em. Câu 3. Q1 cho, Q2 cho, khi hai quả cầu tiếp xúc với nhau thì tách nhau ra thì có điện tích bằng bao nhiêu? Đây là bài toán tiếp xúc đúng không? Điện tích sau khi tiếp xúc Q1 phẩy bằng Q2 phẩy thì bằng Q1 cộng Q2 trên 2 trừ 2 với 4 là 2, 2 chia hành 1 thì mỗi thằng chỉ là 10 mũ trừ 6 thôi đúng không? B. Được chưa? Câu 4. Đặt vào hai điểm AB trong điện trường, lực tác dụng F1, F2, cường độ điện trường tại A và B là E1, E2. Thứ nhất ta có E thì bằng F trên Q, đúng không? Như E1 thì bằng F1 trên Q1, E2 bằng F2 trên Q2, mà Q1, Q2 bằng nhau, như vậy là E tỷ lệ giống như tỷ lệ của F, đúng không? Như vậy ta có tỷ lệ F, từ đây suy ra được E1 bằng gì? 3 lần E2, E1 bằng 3E2, B. Được chưa? Đấy là phải trong trường hợp Q1 bằng Q2 nhá. Chứ còn Q1 khác Q2 cái thì ta lại phải lập tỷ số chia này cơ. Đúng chưa? Câu 5. Cho cường độ E vôn trên mét mà. Cho công A, nhớ đổi đơn vị milijoule nhá. Nếu cường độ là 4000 thì công là bao nhiêu? Ta có công thức tính công là gì? A bằng QED. Anh quên em đi đây đúng không? Có nghĩa A đang tỷ lệ thuận với E. E tăng thì A tăng. Ở đây E tăng 4 lần đúng không? Như vậy là ta có E1 trên E2 thì bằng A1 trên A2 à? Được chưa? Thì từ đây ta suy ra được A2 bằng gì? Đổi đơn vị 15 nhân 10 mũ trừ 3 nhân 4000 chia cho 1000 bằng, chắc chắn là ra số 6 rồi đúng không? Và là sẽ là 60 milijoule. Được chưa? Tiếp này. Câu 6. Lực điện trường là lực thế vì công của lực điện trường không phụ thuộc vào dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc điểm đầu, điểm cuối đúng không? C. Câu này quá dễ rồi. Công thức của định luật Coulomb là gì? F bằng K Q1 Q2 trên epsilon R bình. Ở đây người ta không để epsilon thì coi như là trong không khí đúng không? C. Một tụ điện có C có U, điện tích Q bằng, công thức là gì? C nhân với U bằng 200 mà nhân 2 là 400, là 4 nhân 10 mũ trừ 4 đúng không? 4 nhân 10 mũ trừ 4. Số E đi qua tiết diện thẳng của một dây kim loại trong một giây là hạt điện lượng đi qua tiết diện đó trong 10 giây là bao nhiêu? Tính như nào? Trong một giây thì ta có là 5 nhân 10 mũ 19. Thì trong 10 giây thì điện lượng Q sẽ bằng gì? Bằng 5 nhân 10 mũ 19 nhân 10 nhân với điện tích của một E đúng không? Được chưa? 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Đúng chưa? Ta lấy luôn 1,6 thì đỡ phải đóng trị tuyệt đối em. Bằng, bấm máy thôi, 50 nhân 1,6 80 rồi đúng không? 80 coulomb. À, quang được chưa? Đơn vị cường độ dòng điện, dễ rồi. Cường độ dòng điện nhá,
thì phải là gì? Ampere đúng không? Ký hiệu của nó là I. Còn volt là hiệu điện thế đúng không? Câu 11. Công thức nào sau đây là không đúng? UMN thì bằng VM trừ VN, chính là chênh lệch điện thế giữa hai điểm đúng không? U thì bằng E nhân D đúng không? A thì bằng QU, còn E bằng U nhân D thì sai. Được chưa? Câu 12. Ghép song song một bộ hai pin giống nhau loại 3V. Ghép song song thì vôn của nó vẫn phải là 3V. Đúng chưa? Thế thì ở đây có mỗi một đáp án 3V thì ta chọn luôn. Khỏi cần phải tính điện trở trong. Chung được chưa? Đây nhá. Câu 13. Dụng cụ đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Đo hiệu điện thế thì phải dùng vôn kế. Đo cường độ dòng điện thì dùng ampe kế. Đúng chưa? Chứ không phải dùng tốc kế vẫn được. Nhưng ta có vôn kế. Đo tốc độ. Vôn kế phải mắc như nào với thiết bị cần đo? Mắc song song, còn ampe kế thì mắc nối tiếp. Câu 14. Điện năng không thể biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị nào sau đây? Sao lại bóng đèn em sai rồi. Phải là quạt điện chứ. Điện năng thì biến đổi thành cơ năng, chứ nó không thể biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng. Còn bếp điện, bàn là và bóng đèn sợi đốt thì đều là điện năng biến đổi thành nhiệt năng, đúng không? Một phần nhiệt năng sẽ là phát sáng, một phần nhiệt năng là tỏa nhiệt trong cái bóng đèn ấy, đúng chưa? Nó vẫn là hoàn toàn biến đổi thành nhiệt, nhưng mà hiệu suất không phải 100%. Vì sao? Một phần nhiệt tỏa ra môi trường làm nóng không khí xung quanh. Người ta mới gọi là công có ích và công toàn phần. Cái công có ích là cái làm gì? Nó nóng lên đúng không? Hai chị cười ít thôi. Câu 15. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển rời có hướng của? Của gì? Sao lại electron? Có e tự do không? Có e tự do không? Có không? To lên mà. Nếu chỉ có e tự do thì phải là dòng điện trong kim loại đúng không? Còn nếu có ion dương, ion âm thì sẽ là gì? Trong gì? Chất điện phân đúng không? Trong dung dịch chất điện phân ấy. Còn trong chất khí thì ion dương, ion âm và e tự do. Phần tự luận cũng 5 điểm. Bài 1. Cho Q1, Q2 đặt tại AB trong không khí. AB dài 20 cm. Vẽ cái hình ra này. B là dương, A cũng dương. M nằm giữa AB sao cho AM bằng 10. Thế thì M chính là trung điểm luôn rồi đúng không? Tính lực điện giữa hai điện tích trên. Như vậy câu A lực điện thì dễ. F bằng KQ1Q2 chia cho R bình bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân với 10 mũ trừ 8 nhân với 4 nhân 10 mũ trừ 8 chia cho 0,2 bình bằng bằng mấy? 9 nhân 10 mũ trừ 5 newton. Lực rất là nhỏ. Được chưa? Xác định vector cường độ điện trường do Q2 sinh ra tại A nhá. Nhưng mà bọn em rất hay bị trừ điểm câu này ở chỗ này. Vector. Em chỉ tính E không thì em sai. Vector phải là điểm đặt phương chiều và độ lớn. Có nghĩa là các đồng chí toàn tính E thôi thì chắc chắn bị trừ lửa điểm câu này rồi. Có đúng không? Xem có ai tính cả phương chiều không? Có ai lưu phương chiều không? Q2 sinh ra ở A. Q2 đặt tại B. Đúng không? Sinh ra tại A. Đừng nhầm điểm M nhá, điểm M là cuối rồi. Có phải là EB dương thì hướng ra xa không? Đúng chưa? Như vậy ý B này, ta có EA độ lớn sẽ bằng gì? KQ. KQ mấy? Q1 hay Q2? Q2, vì Q2 gây ra mà đúng không? KQ2 trên R bình bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân với 4 nhân 10 mũ trừ 8 chia cho 0,2 bình bằng mấy? 9.000 vôn trên mét. 9.000 vôn trên mét. Được chưa? Và vì người ta bắt xác định vector nên ta phải khẳng định thêm được rằng gì?
Đây đang là EB chứ nhầm. EB đặt tại A và hướng ra xa xa B, mở ngoặc ra chính là hướng sang gì? Sang trái đúng không? Được chưa? Hướng sang trái. Đó. Vì vector được đặc trưng bởi điểm đặt, phương, chiều và độ lớn, thì phương của nó chính là phương nằm ngang rồi, chiều là hướng ra xa B chính là hướng sang trái vì mình đã có vẽ hình rồi. Được chưa? Còn điểm đặt thì đương nhiên đặt tại A. Được chưa? Thanh niên Quang có đoạn này không? Có đoạn này không? Chắc không luôn. Thế bảo rồi mọi người rất dễ bị bẫy ở chỗ này, bị trừ điểm rất là oan. Xác định vector cường độ điện trường tại vị trí M. Tại M thì ta có M sẽ bằng gì? Thứ nhất là đây là M1. B lại hướng sang này là E2 đúng không? Thế thì M sẽ phải bằng E lớn trừ E nhỏ đúng không? Trị tuyệt đối của E1 trừ E2 là độ lớn. Và nhớ rằng người ta vẫn bắt xác định vector nhá. Thì sau này ta vẫn kết luận là E gì? M đặt tại M, hướng sang bên phải bên trái thì tùy xem lúc ta tính này thằng nào to hơn đúng không? Bằng dưới trật tự đi nhá. Hết chỗ rồi nên ta tính riêng ở góc này nhá. Ta tính E1 này. E1 là do A gây ra đúng không? Thì bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân với 10 mũ trừ 8 chia cho 0,1 bình bằng bao nhiêu? 9.000 đúng không? Vôn trên mét. E2 bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân 4 nhân 10 mũ trừ 8 chia cho 0,1 bình bằng 36.000 vôn trên mét. Được chưa? Thế lấy E2 trừ E1 thì 36 trừ 9 thì ta được là gì? 27.000 vôn trên mét. Và rõ ràng E2 lớn hơn. E2 lớn hơn thì phải theo chiều vector E2 đúng không? Như M đặt tại M và hướng ra xa B, mở ngoặc là sang trái như hình vẽ nhá. Được chưa? Đấy, ta chỉ viết tắt như thế thôi. Như vậy bài này không phải bài khó, chẳng qua là mọi người rất dễ bị trừ điểm cả câu B câu C ở cái chỗ mà người gạch chân rồi đấy, vector đúng không? Khẳng định luôn những ai làm rồi đều bị sai ý này. Đúng chưa? Nghĩa có kết luận này không? Không đúng không? Chỉ tính độ lớn thì không, bởi vì người ta hỏi bắt em xác định em vẫn phải lêu ra chứ. Nên tôi bảo là đọc cái câu phát là biết ngay học sinh sẽ bị bẫy ở cái chỗ này. Vì mọi người thông thường chỉ quen tính độ lớn thôi, mọi người có thể cho lời văn thêm ở các chỗ này nhá. Được chưa? Ok, bài 2. Bài 2. Cho mạch điện như hình vẽ. Nhìn thấy mạch điện, đầu tiên ta phải phân tích mạch này là nối tiếp hay song song. Ở đây ta có R1 nối tiếp với R2 nối tiếp R3 và song song với R4. Bị díu một tí. R1 nối tiếp với R2 nối tiếp R3 rồi song song R4. Thế sau khi đấy ta sẽ tính được điện trở tương đương của mạch điện luôn chưa? Tính theo thứ tự từ trong ra ngoài đúng không? Như vậy ta có R23 bằng R2 cộng R3 bằng 6 cộng 4 là 10. R234 mắc song song thì là tích trên tổng đúng không? Bằng R23 nhân R4 chia cho R23 cộng R4 bằng. Bọn em khi làm bài nhớ phải viết công thức nhá, không viết là bị trừ điểm đấy. 10 nhân với R4 mấy? 10 nhân 10 chia cho 20 đúng không? 5 ohm. Đầy đủ ra bọn em phải viết 10 nhân 10 chia cho 10 cộng 10 đấy nhá. Đây ta viết tắt ở chỗ này rồi. Ta có tiếp là gì? R ngoài bằng R1 cộng R234 bằng 10. Nhận xong ý thứ nhất là tính điện trở tương đương, câu A. Câu B, tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn. Ở đây gồm mấy nguồn? Nguồn thứ nhất, nguồn thứ hai đúng không? Như vậy, hai nguồn này mắc nối tiếp đúng không? Vì bộ nguồn
gồm hai nguồn mắc nối tiếp. Vì bộ nguồn gồm hai nguồn mắc nối tiếp, thế ta có E bộ sẽ bằng gì? 2 lần E đúng không? Bằng 24V. R bộ bằng 2 lần R nhỏ bằng 2 ohm. Được chưa? Mỗi câu này được lửa điểm đấy. A lửa điểm, B lửa điểm mà rất là dễ. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R3 trong 5 phút. Để tính được nhiệt lượng tỏa ra thì chắc chắn phải đi tính được IR3 đúng không? Chính là I3. Mà muốn tính I3 thì đầu tiên ta vẫn phải tính I cả mạch đã. C này, áp dụng định luật ôm cho toàn mạch, phải là toàn mạch nhé. Ta có gì? I sẽ bằng E bộ chia cho R ngoài cộng R bộ bằng 24 chia cho 10 cộng 2 và bằng 2 ampere. Như vậy ta có I bằng 2 ampere. Mà I này chính là bằng I1 đúng không? Thì suy ra I bằng I1 bằng I234 bằng 2 ampere. Được chưa? Biết I234 rồi thì tính được U234 không? Ta có U của 234 bằng U23 bằng U4 bằng gì? Bằng I234 nhân R234 cuối cùng bằng 2 nhân R234 là 5 bằng 10V. Thế biết U23 bằng 10V thì tính được I23. I23 bằng I2 bằng I3 bằng U23 chia R23 bằng 10 chia 10 bằng 1 ampere. Chính là ta đã biết được I3 bằng 1 ampere rồi, đúng không? Thế thì ta sẽ có nhiệt lượng tỏa ra là gì? Q bằng R3 nhân I3 bình nhân với T bằng R3 là 4 nhân với 1 bình nhân với 5 nhân 60 bằng 1200. Du nào, hết bài. Hiểu không? Quang đúng không? Bài là dễ này, mọi người làm nhanh nhanh một chút. Được chưa?